Ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá phong trào thi đua dân vận khéo và triển khai đề án một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Qua hơn 12 năm triển khai, phong trào dân vận khéo tại thành phố Đà Nẵng đã đạt được những kết quả nhất định. Đến nay các quận huyện đã xây dựng được 482 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Mặt trận các tổ chức chính trị xã hội và hội quần chúng đã triển khai thực hiện 107 mô hình, các sở ngành khối lực lượng vũ trang Đảng ủy trực thuộc đã xây dựng 89 mô hình, trong đó nhiều mô hình được duy trì thực hiện qua nhiều năm. Đề án dân vận khéo đến năm 2030 đặt mục tiêu trọng tâm là dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị, các lĩnh vực trọng tâm trọng điểm của thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền phát động triển khai thi đua dân vận khéo. Nhân dịp này, Ban dân vận thành ủy Đà Nẵng đã chọn ra 16 mô hình dân vận khéo tiêu biểu trên địa bàn thành phố để trao bảng biểu trưng nhằm ghi nhận hiệu quả ý nghĩa thiết thực và sức lan tỏa của các mô hình.